Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Trong thời gian qua, dư luận Việt Nam đang xôn xao thông tin Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Subi, cùng với việc hơn 200 tàu được cho là do dân quân Trung Quốc neo đậu ở một dạng san hô trên Biển Đông là những hành động khiêu khích quân sự hóa khu vực Biển Đông, đã khiến quốc tế phản đối mạnh mẽ bằng nhiều hình thức, kể cả thông qua nghị viện hay qua bộ máy quản lý hành chính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Trước những diễn biến trên thì nhiều người đã lên án chính phủ nước ta đã không lên tiếng hoặc thông tin cho người dân được biết về vấn đề này. Họ thậm chí còn đùa giỡn rằng chính phủ Việt Nam chỉ biết rung đùi và quan ngại mà thôi. Tuy nhiên, không nhiều người biết được trước đó Việt Nam ta thậm chí còn có nhiều hành động táo bạo hơn. Nổi bật là việc đặt giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt ngay trên bãi Tư Chính, vùng nước mà Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Mới nghe thì có vẻ hoành tráng và ra gì phết nhỉ. Vậy Việt Nam ta đã làm như thế nào, rồi giàn khoan đặt ở đâu và nó có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ta nhỉ? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Vậy các bạn hãy cùng với Tin Mới đi đến nơi được xem là ngọn đuốc chủ quyền của Việt Nam ta nhé. Các bạn thân mến, những ngày đầu tháng 9 vừa qua, phía Philippines đã đưa ra thông tin gây chấn động ở khu vực Biển Đông rằng Trung Quốc điều 200 tàu cá dân quân ở Sinh Tồn Đông, Philippines đưa máy bay và tàu chấp pháp ra can ngăn. Việt Nam thì chỉ biết quan ngại, lo lắng. Việt Nam hèn kém, không dám lên tiếng, chỉ dám bày tỏ quan ngại. Máy bay đâu, tàu ngầm đâu, sao không dám bán đi mà mặc cho Trung Quốc ngang nhiên thế? Vậy có thực là Việt Nam chỉ biết quan ngại hay không? Cùng thời điểm mà Trung Quốc điều 200 tàu tránh thời tiết xấu gần Sinh Tồn Đông thì Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn bậc nhất Đông Nam Á tại giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt gần bãi Tư Chính. Ngoài việc phục vụ việc phát triển kinh tế, Sao Vàng Đại Nguyệt có đóng vai trò như một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông. Trước đó, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt đã hòa những dòng khí đốt đầu tiên vào đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2, đánh dấu Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, mặc cho Trung Quốc nhiều lần đăng đàn phản đối. Sao Vàng là ngôi sao trên lá cờ đỏ sao vàng, còn Đại Nguyệt chính là vầng trăng lớn đối đầu với mặt trời lớn Trung Quốc, được lấy cảm hứng từ câu đối Nguyệt cung tinh đạn hoàng hôn xạ lạc kim ô của Mạc Định Chi. Nghĩa gốc của câu đối là trăng là cung, sao là đặn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Hàm ý của câu đối là một nước nhỏ cũng có thể chiến thắng một nước lớn. Cần biết rằng vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc từng đề xuất Việt Nam cùng khai thác dầu mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ bỏ vốn đầu tư, nhân lực, thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền Trung Quốc tại bãi Tư Chính và ngồi đợi tiền về. Nhưng Việt Nam chưa bao giờ đồng ý và luôn giữ một thái độ rất kiên quyết. Nhiều lần điều tàu thực thi chủ quyền khiến tàu thăm dò Trung Quốc phải rút về. Trung Quốc từng mong muốn chiếm đóng phi pháp bãi Tư Chính, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ làm được điều này cả. Mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có từ Tư Chính trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động lại dự án mỏ cá voi xanh rất gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cũng trong những ngày này, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định chi hơn 4.800 tỷ đồng, tương đương với khoảng 210 triệu đô la, kéo lưới điện quốc gia ra quần đảo. Mục đích của việc kéo điện này nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho sự phát triển kinh tế của côn đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án kéo điện ra hải đảo tốn kém nhất Đông Nam Á và bị nhiều người Việt cho là lãng phí. Nhiều người thường bảo tư nhân hóa ngành điện, nhưng nếu tư nhân hóa ngành điện thì liệu có doanh nghiệp nào bỏ vốn hàng ngàn tỷ đồng đầu tư cho một khu vực hải đảo chỉ với khoảng 10.000 dân hay không? Mà nếu chấp nhận bỏ vốn đầu tư rồi bán điện với giá 400.000 đồng một số điện, liệu nhân dân có dám dùng không? Phú Quốc, Kiên Hải, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ là những tiền đồn của Tổ quốc, có giá trị quan trọng về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Tiền đồn có mạnh thì đất liền mới vững. Tờ Economic Times từng nhận định rằng tham vọng của Việt Nam là muốn biến Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần của quân đội Việt Nam, nơi mà các máy bay MU có thể cất và hạ cánh. Và quan trọng hơn, các tàu ngầm Việt Nam có thể xuất hiện và đóng quân.
Hiện nay, Malaysia và Indonesia nhiều lần bắt bớ ngư dân Việt Nam vô lý. Việc xây dựng Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần khiến cho người dân Việt Nam thêm an tâm khi hoạt động kinh tế tại thềm lục địa phía Nam. Các lực lượng Việt Nam có nơi cập bờ để tiếp liệu thay vì phải vào tận các cảng đất liền. Trung Quốc từng đề nghị Philippines cùng khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tổng thống Duterte đồng ý và bày tỏ sự vui mừng, mặc cho người dân và đồng minh phản đối gay gắt. Trung Quốc cũng gửi lời đề nghị tương tự, nhưng Việt Nam lại đáp lại bằng lời từ chối thẳng thừng và còn điều tàu ra chấp pháp, khiến tàu Trung Quốc phải rút lui. Trung Quốc điều tàu thăm dò vào bãi Tư Chính, Việt Nam đáp lại bằng cách xây dựng giàn khoan 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, tiến hành khai thác dầu khí và xây dựng cảng cho tàu siêu trọng cập bến. Trung Quốc luôn khẳng định bãi Tư Chính là của họ, nhiều lần điều tàu ra xâm lấn và thăm dò. Nhưng Việt Nam mới là quốc gia duy nhất cho đến nay hiện diện, thực thi quyền chủ quyền và quyền kinh tế tại đây. Nếu Việt Nam sợ hãi hay quan ngại bằng mồm thì đã chấp nhận. Đề nghị cùng chia sẻ bãi Tư Chính vào năm 1994. Trên mặt ngoại giao, chúng ta quan ngại và nói chuyện đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Quan ngại không có nghĩa là sợ hãi và thoái lui, mà đằng sau đó là những nỗ lực khẳng định chủ quyền không ngừng nghỉ và bền bỉ. Trước những diễn biến và tình hình căng thẳng tại khu vực như vậy, thì những người đứng đầu các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam, của chúng ta đã có những hành động gì để khắc phục hay chỉ biết quan ngại và lo lắng? Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm nay, trả lời câu hỏi về tình hình tàu Trung Quốc tại khu vực đá Ba Đầu ở đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, trên các vùng biển của Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện UNCLOS, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực, bà Hằng tuyên bố. Tuy rằng những người đứng đầu các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam của chúng ta đã có những hành động đấu tranh quyết liệt giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, nhưng Trung Quốc vẫn thói nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, bành trướng, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS. Quay lại những năm tháng qua, nổi bật nhất là sự kiện Hải Dương 10. Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 10 tới vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế năm 1982, giàn khoan dầu Hải Dương 10 là giàn khoan biển sâu, di động cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất và Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc sở hữu. Hải Dương 10 dài 114m, rộng 9m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Diện tích boong của giàn khoan có kích thước bằng một sân bóng đá chuẩn. Giàn khoan này có khả năng khoan sâu tối đa 12.000m. Trung Quốc đã đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 952 triệu đô để chế tạo Hải Dương 10 trong suốt 3 năm. Để bảo vệ giàn khoan tỷ đô này, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu, tên lửa tấn công nhanh 753, cùng 33 tàu hải cảnh và nhiều tàu vận tải và ngư binh. Ngoài ra, hàng ngày có đến hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực, có những thời điểm số lượng tàu tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Ngay lập tức, để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cử 29 tàu chấp pháp tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 10 của Trung Quốc. Khi nhận thấy giàn khoan này định thiết lập vị trí cố định, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tích cực tuyên truyền kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ngay sau đó, Việt Nam tổ chức họp báo, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.
Đáp lại, tàu Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn, khiêu khích như mở bạt che pháo để uy hiếp, sử dụng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam, sẵn sàng đâm húc gây hư hỏng cho tàu Việt Nam và làm bị thương một số kiểm ngư viên. Các bạn thân mến, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta tại bãi Tư Chính, khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đảng và nhà nước chỉ đạo các lực lượng chức năng của Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề. Sự quan tâm của người dân đối với vụ việc này là rất rõ, qua đó thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc. Tuy nhiên, việc thể hiện tinh thần đó cần bằng những cách thức và thái độ phù hợp, cần hết sức bình tĩnh, kiềm chế, tránh thực hiện các hành vi hoạt động có thể gây kích động hoặc lây lan các biểu hiện mất kiểm soát, dẫn đến càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Người dân các ngành, các giới trong nước cũng như ngoài nước cần đoàn kết chặt chẽ với nhau, các lực lượng chức năng dưới sự lãnh đạo của Đảng để củng cố sức mạnh của đất nước nhằm đấu tranh thắng lợi vụ việc này. Các bạn nghĩ sao về việc xây dựng giàn khoan sao vàng đại nguyệt trên biển Đông của nước ta hiện nay? Hãy cho Tin Mới biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!